Tại sao càng ngày càng nhiều người sử dụng bồn rửa chén thông minh thay cho các loại truyền thống? Để Enix chứng minh cho anh chị biết lý do qua bồn rửa chén thông minh Enix DK4 này nhé. Với diện mạo sang trọng cùng hai màu sắc xám và inox hiện đại, đảm bảo lắp vào thì nhà bếp mình nhìn sang lên hẳn. Xét về tính năng, Enix tự tin khẳng định bồn rửa chén DK4 dẫn đầu thị trường về chất lượng và các tiện ích thông minh. 4 chức năng rửa đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Vòi rửa 3 chế độ phun nước, phun tạo bọt, phun tỉa hoa và phun tia mạnh, chuyển đổi linh hoạt với một nút bấm, tích hợp dây rút kéo dài, xoay 360 độ nên tiện lợi cho anh chị vệ sinh quanh bồn luôn. Chế độ rửa tia nước, thác nước hiện đại giúp nhà mình rửa sạch rau củ, trái cây nhanh chóng mà còn tiết kiệm nước nữa. Tích hợp nơi rửa ly riêng biệt với lực xoáy mạnh, đảm bảo ly cốc nào cũng sạch kín kít. Bồn rửa còn có vòi nước lọc kết nối hệ thống lọc nước của gia đình. Anh chị có thể yên tâm sử dụng nguồn nước sạch và an toàn nhé. Cả nhà rửa nước bất chấp thời tiết vì đã có van điều chỉnh nhiệt độ nóng lạnh linh hoạt. Có cả màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước và thời gian cực kỳ tiện lợi luôn. Thiết kế bàn điều khiển phím đàn độc đáo với các ký hiệu rõ ràng, chỉ cần bấm nút là dùng được ngay. Dùng tích bồn sâu, sử dụng thả ga mà không lo bị bắn nước. Tùy chỉnh lỗ thoát nước giúp nước rút nhanh, không lo bị ứ đọng nha. Một sản phẩm hoàn hảo về cả ngoại hình và tính năng mang đến sự tiện nghi bậc nhất cho gia đình thì còn chần chừ gì mà không liên hệ Enix để dinh ngay bồn rửa chén thông minh Enix DK4 ngay hôm nay. Enix, công nghệ nâng tầm cuộc sống.